chào Duy luôn nha, sáng thứ sáu Nguyễn Hòa ghé vừa cá lóc của chú cháu Huy Duy nè, 40.000 chú ơi. Cá lóc 40.000 ký sáng thứ sáu, còn cá lóc này cá lóc bự bự mà cũng 40.000 hả? 40.000, tại vì á tụi con là giờ này tụi con sổ rồi, sổ để về hả? Còn ít mà. Dạ đúng rồi. Sáng thứ sáu này cá lóc lớn này cũng 40.000 luôn. 7 giờ mấy ai muốn mua đồ ghẻ đồ con là hỏi con sổ về hết. Chú chào Duy nha. Dạ. Chào anh Tề đẹp trai nè. Sáng thứ sáu nè. Không có vợ chưa? Còn mai cái hàng web nè. Lương này bao nhiêu ký vậy anh Tèo? 80.000. Còn bên đây nè anh Tèo. 100.000 sáng thứ sáu đi. Bên trong đó cũng là 80 luôn. Cái này sống 80. Ồ lương này hạ ghê ha. 80. Có bữa nay thôi chứ không có hơn cả. Cái lỗ này bao nhiêu chị? Lỗ đó 130.000. Cua bữa nay thấy giá mềm ha, sáng thứ sáu mà giá cũng mềm ha. Bên đây nhiêu chị? Cua này 150.000. 150.000. Nguyễn Hòa ghé chỗ bữa cua của người đẹp Bình Điền bán đây nè, sáng thứ sáu các bạn. Người đẹp Bình Điền. Kế bị mực cô Dung á. Rồi. Cá phải rõ ràng ta mới biết trường người ta mua đúng không? Bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Rồi mực người đẹp Dung cũng là 110.000 ha. Bạch tuộc. Nang nhiêu vậy người đẹp? Nang 101 các bạn. Nang 101. Ồ mực này thấy giá mềm xuống rồi ha. Đây cô Dung bán mực cũng chưa nhiều mực. Ơi móc ai mua mực cua nghe, lại ủng hộ em nha. Rồi. Vậy bán cua kế bên em luôn á. Rồi. Bạch tuộc nhỏ nè 80 ha. Này thấy giá rẻ xuống rồi. Sáng thứ sáu này thấy mực. Cá ngân nhiêu chị? Rồi cá bằng má chị. Bằng má 50. Cái đồng xuông 45 hả? Anh nghe chị Dân, cái ngân đẹp với chị Dân. Sáng thứ đó luôn 45. Sáng thứ sáu này cá nục là cũng 45.000 ký ngon ghê bạn. 45 đó, bự có thịt nhỏ có vỏ. Toàn cảnh bên ngoài nhà lồng khu hải sản tươi. Khu nhà lồng D và khu nhà lồng F. Cái đầu mối Bình Điền sáng thứ sáu. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Ôi khu chị này bán cũng rất nhiều cá. Cá chẽm, cá bóng. Đấy, 50.000 mà tí nó chết con à. Tôm thẻ sống này sáng thứ sáu này 150 nè các bạn. Đang bún luôn các bạn này. Bên đó là 160 hả chị? Dạ. Bên đây là 160.000. Tôm thẻ sống to ghê chứ. Rẻ chút thì qua bên kia nó căn cứ còn 7 lạng 8 lạng cũng vậy, ở đây là bao không bao căn thiếu mà. Cảm ơn chị nha. Khu này là chuyên về cá biển. Chó hổ cá ngừ. Cái này sổ nhiêu vậy em? 30.000 ký. Đổ đồng hết luôn. Loại nào cũng 30.000 các bạn. Đồng giá hết 30.000 luôn.
ngon á, mực nang á chị hả? Nang nhiêu ký vậy chị? 170 ngàn sáng thứ sáu này các bạn. Ô gì ngon quá, nang gì đã ghê á. Rồi cảm ơn chị nhiều. Sáng thứ sáu nhiêu chị? 30 ngàn. Cái trà sáng thứ sáu 30 ngàn các bạn. Cái mè tô này 25 á chị hả? Này có sáng thứ sáu cá cũng rất nhiều các bạn. Có mè nhiều ghê, con to ghê các bạn. Có mè bao nhiêu ký vậy? 17 ngàn ký. Trời ơi, con nào đó to ghê các bạn ơi. Cái này nhiều chứ? 60 ngàn. Còn cá cái hè 65 ngàn. Rồi cô này cá nục cá ngừ cá biển rất nhiều các bạn ơi. Toàn cảnh bên ngoài nhà lồng ép sáng thứ sáu các bạn ơi. Người dân đi chợ cũng rất đông. Cái lăng 60 lăng nha. Cái đuối này nhiều cháu? Đuối 80 cháu. À. Đuối 6 lon 80 ngàn ạ. À. Cháu này bán cái đuối nè các bạn. 8 chục. Cái đuối là 80. Cái đuối sống luôn nè. Lấy 2 ngàn chị. Nó chém 65 hả? 65 ngàn đi trời. 2 ngàn làm gốc đó. Còn cái to là to vậy đâu. Chị không thấy mà. Cái đuối 60. Cái chém 65 ngàn. Sáng thứ 6 nè các bạn. Cái lăng 60 ngàn luôn nè. Cái đây trái chợ đó. Cái trái chợ. À, rồi thấy kêu nhiều. Rồi cháu này bán cái chẻm. Cái đuôi. Cái chẻm cái lăng. Cá đó sống 80 cái đuôi cá chẻm cái lăng. 60 cái sặc răng mấy chục? 60 hả? Cá sặc răng 60 ngàn sáng thứ sáu các bạn. Ồ, có chép này và cá chẻ này cũng đang sống luôn ha. Nhiêu cháu? 65 ngàn. Có lò đi ra, có lò ra. Có một lò ra luôn. Xuống nè, 60 ngàn nè. Cua đổ đỏ này nhiêu ký vậy? 130 ngàn. À, 130 ngàn. Còn cua này anh? 120 ngàn. À, rổ xanh này là 120 ngàn. Còn rổ vàng ấy? Cái tàu
120 luôn, mua sáng thứ 6 các bạn. Đây anh bán cua đây. Cua gạch, cua thịt, cua gạch, cua thịt. Ê quá, ê quá. Ở bà số đâu rồi? Ồ, chào anh Tề đẹp trai nè. Sáng thứ 6 nè. Không có vợ chưa, còn mai cái hàng web nè. Lương này bao nhiêu ký vậy anh Tề? 80 ngàn. Còn bên đây nè anh Tèo 100 ngàn sáng thứ 6 đi. Bên trong đó cũng là 80 luôn. Cái này 80. Ồ lương này hạ kìa ha. 80. Có bữa nay thôi chứ không có hơn cá. Cá rô này nhiêu cháu? 45 ngàn. Cá rô 45 ngàn. Thôi chào anh Tèo luôn nha, chúc anh Tèo bán đắt nha. Sáng thứ 6 ngoài đi tham quan. Ủa cá này cá gì vậy cháu? Cá mè hả? Cá mè 15 ngàn ký bao cân. Còn có 15 ngàn ký nữa. Còn cá cha. Cá cha 27 ngàn ký bao cân. Này lên giá 27 ngàn. À, cá mè có 15 ngàn ký. Cá cha là 27 ngàn. Cá mè 15 ngàn ký bao cân đi. Cá mè 15 ngàn ký bao cân. Cá mè 15 ngàn ký bao cân. Sao đây cá mè nhiều ghê á. Đây cháu trai này bán cá cha và cá mè đó các bạn. Cá mè 15 ngàn ký bao cân. Cá mè 15 ngàn ký bao cân. Cá mè 15 ngàn ký bao cân. Dãy này mực không là mực. Bao đẹp luôn á. Cá mè 15 ngàn, 15 ngàn, 15 ngàn. Đi dài đây mực, mực tuột. Mực tuột. Mực nang. Đi dài đây mực không. Mực không rồi, qua bán rẻ mai mua cho. Chợ anh Vũ luôn. Dạ. Bán được không anh Vũ? Bữa nay cũng lây đây anh Hoài, lây thứ 6. Cái nục lửa này nhiêu anh? Nục lửa 40 luôn anh Hoài. Rồi, cái này là bạc má nhiêu? 50 luôn. Bạc má 50. Cá ngừng 40 luôn. Cá ngừng 40. Cái nục 50 luôn. À, cái nục 50 ngàn. Sa ba 35 ngàn. Sa ba với lại cá ngừng 35, sa ba 35 ngàn. Cá ngừng 35, sa ba 35 ngàn luôn. Chợ bán cũng lây rai anh hả? Dạ lây rai anh Hòa. Rồi chào anh Vũ luôn nha, chúc anh Vũ bán đắt hàng nha. Rồi dạ. Chào anh Vũ anh Hòa. Chào chị Vũ luôn. Xua nó nhiêu ký vậy chị? À đục xua. Dục giá cân rồi không? Dục dựng giá cân rồi. Còn cá này là cá bằng má 50 luôn. Đục xua 50 luôn. Bằng má cũng 50. Cá ngừ nhiêu ký chị? Cá ngừ 40 ngàn. À, cảm ơn chị Vũ nha. Dòng Nguyễn Hòa thấy sáng nào cũng trước 100 ngàn rổ rồi các bạn. Tôm mực bán được không anh? Cái này đây nha. Đây là quang cảnh bên ngoài khu nhà lồng ép sáng thứ 6. Nguyễn Hòa đang đi tham quan khu hải sản, giá cả hải sản sáng thứ 6 các bạn.
cá kèo nhiêu ký vậy? 250 một ký cá kèo. Sáng thứ 6 các bạn. Lâu lắm rồi giờ mới thấy có cá kèo các bạn. 250 ngàn một ký sáng thứ 6. Cua này cá vừa hồng cũng nhiều lắm các bạn ơi. Tôm mực. Cháu nhiều nha. Chào chị. Tôm nay như 170 ngàn. Sáng thứ 6 rồi các bạn ơi. Tôm to, còn tôm nay đây nhỏ hơn chị ha. 3. Nhỏ hơn là 130 ngàn. Là má vô kêu không làm mà lên làm. Đó, bữa nào. Tôm chết này giá khác hả chị ha? Giá 130. À, tôm chết là 130. Bữa nay bán ăn đủ anh ơi. Đây chị bán tôm rồi. Rồi cảm ơn người đẹp. 130 ngàn kiếm một lá. À dạ. Sáng thứ 6 này một lá này 130 ngàn ký các bạn. Đây chị bán mực. Cá lóc nhỏ này sáng thứ 6 nhiêu cháu? À cá lóc này sáng thứ 6 là 40 ngàn ký các bạn. Cá lóc lớn à, cá lóc lớn là 42 ngàn. Cá lóc nhỏ là 40, sáng thứ 6 nè các bạn. Còn cá lóc này là 15 ngàn. Rồi chào luôn nha, chú chào luôn. Cá lóc sáng thứ 6 nơi đây đoán là cá nhỏ là 40, cá lớn là 42 ngàn các bạn. Rồi chào luôn nha. Ồ chào Duy luôn nha, sáng thứ 6 Nguyễn Hòa ghé vừa cá lóc của cháu Huy Duy nè. 40 ngàn chú ơi. Rồi cá lóc 40 ngàn ký sáng thứ 6, còn cá lóc này cháu? Cá lóc bự bự quá. À cũng 40 ngàn hả? 40 ngàn tại vì tụi con là giờ này tụi con sổ rồi. À sổ để về hả? Dạ. Còn ít mà hả? Dạ đúng rồi. Sáng thứ 6 này cá lóc lớn này cũng 40 ngàn luôn. 7 giờ, 7 giờ mấy ai muốn mua đồ ghẻ đồ con là lợi con. Con sổ về hết. À chú chào Duy nha. Dạ chào. Dạ. Đẹp trai nhất Bình Điền không? 40 ngàn là chú. Đổ về luôn. Đây hết thì 35 ngàn
Ôi trời, có mình ăn gì hết. Để bắt mấy con đi. 525 ngàn. Giờ sổ còn có 35 ngàn luôn hả? À, cái sổ này. Giờ là tụi con sổ về ký luôn đi. Sổ ghẻ về. Rồi, chào luôn nha. Chủ luôn rồi, chú bà. À. À. Cái xe ba nè hả? Xe ba nhiều cháu? 30. Xe ba 30, cá cam cháu? 55. Cá cam 55 ngàn. Trời ơi, cá bóp bự ghê á. Bữa nay sao cá bóp? Cá bóp nhiều á. Bóp đi. Cái chim nó gặp. Bóp chim ơi. Thôi ơi. Cá bóp 150. 6 lạng. Ở đây có cá chim nữa ha. Cá chim nhiêu ký? 100. Cá chim 100 ngàn. Chim này chim bự luôn á. Con chim đại bàng á. Cá bóp 150. Chim trắng mồ côi á. Anh muốn mua chim gì thôi. À, chú chào nha. Rồi chú ông chủ bán cá bán cho mau hết về. Ôi chào anh luôn. Bữa nay thấy bán còn ít ha. À, bán được ha. Đâu có hồi bữa nay 6 bao nhiêu anh? Cũng muốn chụp còn cá cam. Cá cam 60 ngàn. Cá xà ba 45 ngàn. Cái này là cá 45 ngàn hả? Cá nó là cá ngần 45 ngàn. À. Bữa nay thấy bán được hay không? À. Rồi chào luôn nha, chào anh luôn. Bữa nay thấy còn ít cá ha. Rồi chào anh luôn. Chúc anh bán đắt nha. Này con bán nhiều ký vậy? Hả? Cá ngựa 40, còn cá này cá nhồng không? Nhiều cháu? À, cá nhồng cũng 40 ngàn luôn. Cá nục lửa cũng 40 luôn hả? Cá nục lửa, à. Sáng thứ 6 rồi các bạn. Cháu này bán cá nục lửa cũng 40, cá nhồng cũng 40. Cá ngừ cũng 40. Đây, cháu này bán cá này các bạn. Bên kia cái gì? Bên này tép bán được không vậy? À, tép này 90, còn bên đây chị? 80. Bên đây nhỏ hơn là 80. Còn chị cắt đầu hết là bán bao nhiêu? 80. 80 bán? 80. 60. Cắt đầu mà bán có 60 hả? Không, cắt đầu 65, chưa cắt 60. Chưa cắt đầu mới 60. Cắt đầu 65 ngàn. Rồi chào chị luôn nha, chúc chị bán cắt hàng nha. Cá ngân nhiêu chị? Rồi cá bằng má chị? Bằng má 50. À, cá đồng xuông 45 hả? Anh chị Dương, cái con đẹp của chị Dương. Cá lớn luôn, 45. Sáng thứ 6 này cá nục cũng 45 ngàn ký ngon nha các bạn. 45 ngàn, 45 ngàn, 45 ngàn, 45 ngàn, 45 ngàn. Dạo con có 50 ngàn, bán 50 ngàn nữa rồi. Này bao nhiêu? Mấy ơi, nói chung mà giờ em còn thấp. Em bắt sổ cái cá này được tới tối là 8 ngàn. Giờ này ngần chưa em bắt sổ. Nó 45 gì? Cái ngần đêm 50, giờ là 45. Ngần 45. Cái nục cũng 45 luôn. 45, siêu thị 45 đó chị ơi. Cái lóc này nhiêu về chị anh? 35 ngàn rồi. Bao nhiêu? Rồi cái lóc này xuống có 35 ngàn hả? Cái lóc lớn này vậy? Lóc lớn 45 bên ngoài. À, cái lóc nhỏ 35, cái lóc lớn 45. Dạ. Sao cái lóc này thấy đẻ ghê ha. Đẻ bữa nay mềm quá anh ơi. Cái hồng mềm bán mềm. Rô 45 luôn anh. Cái rô 45 ngàn luôn.
cái lóc nhỏ này nhiêu vậy chị? 35 ngàn. Rồi em chào chị Ánh luôn nha, chúc chị Ánh bán đắt hàng nha. Chị Ánh này là chuyên về cá lóc. Rồi chào chị luôn nha. Mua đây có giá hết trơn luôn à, 180 ngàn rổ này các bạn. Còn cái kỳ này là 250. Kỳ này là 180. Mua cũng có để bán giá lên, mình cũng dễ mua các bạn. Mua nhỏ là 120 các bạn. 180 250. Mua nhiều ghê các bạn ơi. Cái cua nhỏ này giá tiền nó nhiêu cháu? 120 ngàn cháu ạ. Ba rổ là đồng giá luôn hả? 120 cháu ạ. Giá thứ 6 nữa các bạn, cua cũng giá cũng mềm các bạn. Chú cảm ơn cháu nhiều nha. Bữa nay còn ít hả chị? Cái rổ này bao nhiêu chị? Rổ đó 130 ngàn. Cua bữa nay thấy giá mềm ha, sáng thứ 6 mà giá cũng mềm nha. Bên đây nhiêu chị? 150 ngàn. Nữ Hòa ghé chỗ bữa cua của người đẹp Bình Điền bán đây nè, sáng thứ 6 các bạn. Người đẹp Bình Điền kế bị mực cô Dung á. Rồi cao phải rõ ràng tao mới biết đường người ta mua đúng không? Bên ngoài nhà lồng đê các bạn. Rồi bật người đẹp Dung cũng là 110 ngàn ha. Bạch tuộc nang nhiêu vậy người đẹp? Nang 101 các bạn. Nang 101. Ồ mực này thấy giá mềm xuống rồi ha. Dạ. Đây cô Dung bán mực cũng chưa nhiều mực. Rồi mốt ai mua mực cua nghe lại ủng hộ em nha. Rồi. Vậy bán cua kế bên em luôn ha. Rồi. Bạch tuộc nhỏ nè 80 ha. Này thấy giá rẻ xuống rồi. Sáng thứ 6 này thấy mực cũng giá cũng rẻ. Tép nhỏ này nhiêu chị? 65 ngàn. Tép nhỏ 65 ngàn. Tép thấy bữa ông anh thấy, bữa thấy ông anh nhà bán cá rô bí ha. Bữa nay bán cá thu nhiêu anh? 70. Cá thu 70 ngàn. Sáng thứ 6 thấy tôm cá mực cũng giá mềm nghe. Chợ vắng cái rồi giá. Thôi chào người đẹp Dung luôn nha. Rồi chúc người đẹp Dung bán đắt hàng nha. Bữa nay là mực này là mực gì? Nang 120 anh nha. Còn 160. Ốc hương 160. Bên trong là 100 ngàn. Có ốc này là ốc gì anh? Chúng bọc mỡ mà, phải không? Không phải. 60 ngàn. Ốc hương nhỏ 100 ngàn. Ốc hương lớn này là 160 ngàn các bạn. Ô, bằng nhìn thấy ngon ghê ha. Mấy tí? 100 ngàn ký một đống nè. 100 ngàn bao nhiêu vậy? Tuột có 80 ngàn ha. 80. Nang cũng 80 ha. 80. Ồ dạ. Hôm nay thấy thứ 6 mà giá hải sản cũng mềm ghê, không có mắc. 100 ngàn, 100 ngàn với ông ơi. Rồi chúc em bán đắt nha. Để ông chủ bán mực bán ốc. Hôm nay cá dưa hồng còn nhờ... nhiều ha. Bữa nay nhiêu chị? Sáng thứ 6 nè. 35 ngàn. Dạ. Hôm qua chị bán hết luôn rồi. Dạ. Mai bán cho nhận này. Chị bán cá vô hồng. Chuyên về cá vô hồng. Anh đi lấy cá. Chị đi từ Long Mô mà không
chị luôn nha, chúc chị bán đất nha. Dạ. Bán đất mau hết về đi. Rồi rồi, hết con hồi đứa bé mình về nha. Tôm này cho bán nhiêu ký vậy? Này cho ba chú à, ơi. Ồ, bên này tôm thấy bán rẻ rồi ha. Tôm đang sống múng luôn. Ồ, 130 ngàn ký quá rẻ luôn. Sáng thứ 6 rồi các bạn. Thứ 7 giá khác à. Chưa biết trước được hả? À. À. Đừng sống 130 ngàn, sáng thứ 6 cũng rẻ ghê. Rồi chú chào luôn nha. Dạ, dạ. Rồi chú bán đặt hào. Cá bên ngoài bao nhiêu đây? À bên ngoài 35, bên trong 40. Cá ngừ. Đi chỗ nào giờ, nãy giờ thấy cá ngừ cũng nhiều ghê á. Đi cá cam nữa. Thì dài đây là cá biển cũng nhiều các bạn. Từ 25 ngàn đó chị. Đủ loại cá này. Ồ, cá đối này có 20 ngàn ký à. Còn cá thường là 35 bán cô hả? Mời chào cô luôn nha, chúc cô bán đắt nha. Đây cô bán cá đây các bạn. Cô đó cô. Cá này bằng đôi 20, 20. Các người chỉ bán nhiêu ký? 35 ngàn. Tùy theo ngày mà, hôm nay thứ 6 là bán có 35 ngàn. Rồi chào chị luôn nha. Rồi khu bên này cũng rất nhiều tôm. Tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân, tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân, tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân, tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân, tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân, tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân, tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân, tôm 100 ngàn ký, tôm 100 ngàn ký bao cân. Sau khi tham quan khu hải sản tươi chợ Đầu Mối Bình Điền sáng thứ 6, Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh A Còng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.